Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình đang là một hộp của một cái đồng hồ watch rất là nam tính các bạn ha. Và mình sẽ mở con đồng hồ này ra. Đây, đây chính là nhân vật chính của chúng ta các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp các bạn. Watch. Rồi, bên trong nó không có gì hết các bạn ha. Đây, mình sẽ trên tay mở hộp cái đồng hồ watch rất là đẹp các bạn. Ấn tượng đầu tiên của mình là rất là nam tính các bạn. Đây. Một màu đen tuyền các bạn ha. Phiên bản này có hai bản. Đây là phiên bản đặc biệt thì nó có đính đá ở đây. Còn một phiên bản nữa nó cũng giống y như vậy, nhưng mà nó chỉ chỗ này là nó trơn luôn các bạn ha. Thì tùy cho theo sở thích của các bạn nam. Các bạn nào thích đính đá thì có thể dùng cái mẫu này. Các bạn nào không thích đính đá thì có thể dùng cái mẫu phiên bản thường của nó thì rẻ hơn một chút các bạn nhé. Đây. Dây silicone rất là mềm các bạn. Đặc biệt các bạn thấy cái đồng hồ nó rất hầm hố đúng không? Nhưng mà cầm lên nó rất là nhẹ các bạn. Đặc biệt là rất là nhẹ ha. Đây. Mình sẽ quay cái mặt sau của đồng hồ cho bạn không chút xíu. Đồng hồ chính hãng của web các bạn ha. Máy Nhật. Đây là model của nó GW0048G1. Đó. Nó chống nước. Có chống nước các bạn ha. Chống nước 50m các bạn. Đó. Tức là đi bơi. Mình xin lỗi. Đi mưa. Rửa tay, tắm rửa thoải mái các bạn nhé. Đó, dây silicone rất là đẹp. Đó, đây là cái seal của nó các bạn ha. Ở đây, mình sẽ đo thử kích thước của nó cho bạn coi. Cái kích thước của nó từ đây sang đây. Đây các bạn nào, đây. Nó bơi vào khoảng 45mm các bạn ha. Và cái chiều dài của nó, đây, cái điểm này đến đây cũng tầm khoảng 45. Đó thì theo thông số của nhà sản xuất, cái đồng hồ này nó rơi vào khoảng size 42 thì cái điểm này đây các bạn, nó cũng tầm khoảng 45 42 thôi ha, 42 đến 45 thôi. Đó, rất là chính xác theo cái thông số của nhà sản xuất. Đây. Theo mình nghĩ nó là 43, các bạn tính cả núm là 45. Đó. Thì cái này thì hơi to một chút xíu. Đây mình ứng thử lên tay các bạn ha. Thì tay mình hay đeo đồng hồ size 40 đó các bạn. Cũng có lúc đeo 42, thì 42 thì nó hơi to. Đó. Nhưng mà nếu mà so cái này 42 thì nó cũng tương đối vừa các bạn, không to lắm cũng không thô lắm. Đó các bạn ha. Đây. Cái chen mà hình oval này đang là hot của chị em năm nay nha các bạn. Mà quét này cũng là một trong những cái mẫu đồng hồ hiếm hoi làm cái chen này các bạn ha, mà dành cho nam. Đó. Rất là nam tính các bạn. Đá rất là sáng và chiếu các bạn ha. Đó, máy chạy pin các bạn ha. Một cái độ dày của cái đồng hồ này nó rơi vào khoảng tầm 9mm các bạn. Tương đối mỏng, không đến độ dày các bạn ha. Đó. Làm theo kiểu phăng Muller nhưng mà tương đối mỏng các bạn. Đó. Đó, khi lên tay các bạn, không có dày ha, không có thô. Đó. Và thấy đá chiếu ha. Đó, rất là đẹp. Đều rất là nam tính nha các bạn, nhưng mà tay mình nó hơi nhỏ ha. Nên cái mặt đồng hồ này nó vừa với cái tay của mình nên nhìn nó không có đẹp. Các bạn nào mà tay to á, đeo cái này vào rất là đẹp, rất là men các bạn ha. Đó. Và đặc biệt như mình nói ở đầu video á, cái này rất là nhẹ các bạn, mình không hiểu sao nó rất là nhẹ nha. Nhìn nó hầm hố như vậy ha, nhưng mà đeo vào rất là nhẹ. Đó, rất là nhẹ tênh các bạn. Đeo như cảm giác không đeo vậy đó, rất là nhẹ. Nhẹ hơn cả mấy cái đồng hồ dây da luôn các bạn. Đây là silicone ha, dây silicone. Độ dài dây, cái chiều rộng của nó là 22 các bạn ha. Nếu tính ở đây, cái đầu này là 26. Còn tính các ở dưới này là tầm 20 các bạn ha. Đó. Mình sẽ quay tổng thể một vòng cho bạn coi ha. Wow, dây silicone mềm các bạn, rất là đẹp. Đó. Đó, khóa xanh luôn, quả xém rớt. Rồi, đính đá ha, ốc cách điệu. Đó, ốc được cách điệu giống như hấp lót, giống pha mô lơ các bạn ha. Đó, một màu đen tuyền huyền bí. Đó, cái cúp dây nó cúp xuống, nó ôm cổ tay của các bạn ha. Đó, làm giống kiểu hấp lót đó các bạn. Đó, một nút chỉnh giờ duy nhất, rất là đơn giản, rất là đẹp các bạn ha. Đó. Wow. Mình nhìn mình thích các bạn.
lâu lắm rồi có cảm giác đeo cái đồng hồ nhẹ như vậy đó các bạn ơi. Bên mình thì chuyên về đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng, các bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn những cái video như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà mình muốn mua các bạn ha. Vừa nãy cũng quên nói, trong đồng hồ thì nó chỉ có 3 kim đó, giờ phút giây, đây là giờ 24 các bạn, cho chúng ta biết đang ở buổi nào ha. Ví dụ đây đang là buổi sáng, mình đang chỉ là 8 giờ sáng các bạn ha. Đó đây giờ 24 nè, đây chúng ta có thứ ha và có ngày đó. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn, xin chào tạm biệt.